Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái game Zozo cũng khá là cũ, tầm năm trước nó ra hay sao ấy, khoảng năm nay gì đấy. Và đây mới chỉ là bản testing thôi, đấy Crusader Heaven, mà ngoài nó cũng chứ Zozo nữa cơ. Nhưng mà trong đây cũng có. Thì đầu tiên, Arena rank giống kiểu lên AUT các bạn ạ. Đấy, thì vào các bạn lên rank đánh PvP thôi. Thế là update thì khi nào có update thì admin sẽ cập nhật thêm. Thì update lần này của admin đấy là tới tập 4 và 3. Thêm nhiều thông tin. Thì about đây là game vẫn đang test. Nhớ là report mấy cái lỗi cho ở bên cái server Discord. Quy là triệu hồi thời gian, ALT là dead, dash là lướt, thần số là chạy, x rồi là chiêu cuối, ultimate, e là rage, r là đấm mạnh, và mấy cái skill của mấy con sở tan đấy anh em. Đấy, rồi anh em play để chơi nhá. Còn thì khi mới vào thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ ta cần phải biết. Tiên là những con NPC ở ngay chỗ này, thằng này là thằng này các người anh em sẽ reset sở tan được chưa. Đấy, mày cũng reset con sở tan của mày không? Đấy, được chưa? Thằng này thì là thằng nào mình không biết. Hình như thằng này trong để làm nhiệm vụ ấy. Thằng này là thằng này để các bạn để cái item trên tay để các bạn bán item ấy lấy tiền, được chưa? Thằng này là thằng item stun store anh em ạ. Nó giữ stun của anh em nhá. Đấy, có 6 slot free, 3 slot tiếp theo phải mua ấy. Đây mấy con dummy thôi, dummy ở điểm xếp. Ui giời, mua game pass anh em ạ. Cút đi, tao không muốn đánh nhau với mày, tao mới vào game mà. Còn thằng này là thằng ra nhiệm vụ anh em ạ, nhiệm vụ QDO. Đấy, trên cái map này sẽ có rất nhiều chỗ giao nhiệm vụ nha anh em, mà toàn nhiệm vụ boss rồi. Còn thằng này là chỗ vào arena mà. Thì đấy là bốn con, vài con NPC anh em cần quan tâm. Còn đây là boss nha. Mấy con boss game này 10 phút spam một lần, nhưng mà tỷ lệ của nó chỉ 30% thôi. Là các người em cũng phải biết nha. Tiến mở thì các người em sẽ được cái này. Tiền, đây tiền. Fighting style ở đây không biết nó có gì nữa, nhưng mà chắc không có, hoặc là Hamon với Vampire thì khi nào mình tìm hiểu mình sẽ hướng dẫn anh em. Stun thì là stunless, là không có stun. Ray là human. Zozo cũng có mấy cái ray à, mình tưởng Zozo hiểu fighting style chứ. À mà ray cũng ngon đấy. Inventory là khi các người em đánh boss rơi đồ thì nó ở đây cất vào được. Stun E4 thì cũng để em có stun thì các người em có, còn bây giờ chưa có anh em ạ. Quest thì anh em có thể nhận được nhiều nhiệm vụ cùng một lúc nha. Đấy, thì mình vừa nhận nhiệm vụ đánh deal xong đấy. Đây là shop, nhớ để accept thì người mua sẽ được tớt thôi anh em. Setting có thể chỉnh mấy cái này, nhạc các kiểu, camera sách các kiểu ấy. Đấy, thì đấy tất cả đây. Thì đầu tiên mới vào game ấy thì cũng như bao tựa game Zozo khác thôi, đi nhặt arrow anh em ạ. Arrow spam ở mọi chỗ nha, chỗ nào cũng có thể. Đây mình thấy một cái arrow ở đây này. Thì game này đi qua không nhặt được đâu, anh em phải bấm vào mới nhặt được cơ. Đó. Đấy. Thì ở đây chính là sở tan arrow nha anh em. Khi các người em bấm vào thì keep là giữ, sở tap nó sẽ là đâm vào người, được chưa? Đấy, thì animation hơi lỗi một tí, không thấy arrow ở đâu cả. Ok. Sau khi đâm xong thì đây mọi người em sẽ được con xì tan sao quá thứ đồ áp từ Unimus xì tan info. Đấy, thì đây là model của xì tan này, được chưa? Đấy, thì các người em vẫn quỳ bật con xì tan của người em ấy lên. Nhìn model con này nhìn đẹp thế nhở, mình thấy ăn đứt mấy game kia luôn ý. Đẹp lắm đi, click để đánh thường nhá. E phải đấm R chiêu đấy,
có hướng dẫn hết trong cái đầu video nhá. Đấy, chỉ thằng đấy cũng là một con NPC ra nhiệm chủ yếu game này toàn nhiệm vụ thôi. Thì tan trong game này có hai loại, một là mấy con bình thường như này, hai là mấy con shiny anh em. Shiny thì các người em phải kiếm đồ đánh boss ra thì các người em mới có shiny cơ, và dùng arrow bình thường để lên 1% khá khó. Đấy, thì hôm nào mình riêng với các bạn ấy shiny xong thì mình vừa nhận quest được thằng này, thì mình sẽ tìm một con boss để mình đánh cho anh em xem nhé. Cái con boss thì nó sẽ bao gần mấy con NPC ra nhiệm vụ. À, có con boss gì này? À, Doppo này. Ôi, mình nhận nhiều ô lại sở tan ở đâu. Đấy, nhặt xong rồi tí mình reset sở tan. Mình đánh thử con boss này cho bạn xem nhá. Thì đây là nhiệm vụ. Được rồi, xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình sẽ đánh nhau với con boss này anh em ạ. Trời, mình còn chưa biết hết được chiêu của con này nhưng mà sao sao thằng ui con boss này combo kinh quá anh em ạ. Thằng này đánh gần chết luôn. Tao còn nói chuyện với mày đâu, cút đi. Ôi chiêu trên đây này. Đấy, mắt đỏ các kiểu anh em ơi. Trời, con boss này ấy, khi mà nó yếu máu nó sẽ biến thành một người khác nhá, biến thành một nhân cách khác. Anh em nào xem phim chắc biết. Trời, đấm thương ta lên. Ê, sao đứng yên rồi? Đứng yên, thằng này đứng yên à? Lag à? À, thằng này dùng chiêu ấy. Thằng này dùng combo anh em ạ, dùng cái chiêu ultimate của nó. Wow, ultimate con người ạ, trời chất đấy nhỉ. Mấy trăm máu ấy. Sợ luôn. Ê, trời mẹ, tung trượt chiêu anh em ơi. Thôi bỏ qua anh em ạ, còn đánh nhau con này nữa đâu. Nào mình tìm được xì tan ngon thì mình sẽ quay tiếp clip để anh em cách lấy mấy con xì tan nhá anh em. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay. Free Fire sống dài là huyền thoại. Free Fire thay.